Vâng, em xin chào toàn thể các anh chị nhá. Chào mừng anh chị đến với cả video báo giá của Tượng Gỗ Độc Đáo trong buổi chiều ngày hôm nay anh chị nhá. Vâng, hôm nay thì chúng em sẽ lên sóng để giới thiệu đến chị một bộ tam đa rất là VIP. Đó chính là một bộ tam đa được chúng em chế tác bằng chất liệu gỗ chắc đỏ đen anh chị nhá. Với những tác phẩm tam đa trên thị trường thì anh chị có thể nhận thấy rằng chúng em thường hay làm đó là bằng gỗ bách xanh hay là gỗ hương đá nhập khẩu. Cùng lắm thì có thể là anh chị thấy bắt gặp những bộ tam đa bằng chất liệu gỗ chắc dây hay là gỗ hương ta thôi phải không chị. Còn những bộ tam đa bằng gỗ chắc bằng chắc đỏ đen thì thật sự là rất là ít thấy trên thị trường. Ngày hôm nay thì Tượng Gỗ Độc Đáo cho em thì mới hoàn thiện xong một tác phẩm, một bộ tam đa bằng gỗ chắc đỏ đen, cho em sẽ đưa lên sóng để giới thiệu cùng với anh chị nhé. Anh chị hãy cùng thưởng lãm, cùng ngắm nhìn tác phẩm ạ. Em sẽ báo kích thước tổng thể trước để anh chị được hướng vào trong không gian gia đình nhà mình anh chị nhé. Với kích thước cao cả kỷ và là cao 50, nếu chứ không có kỷ thì cao 40 anh chị nhé. Chiều rộng là 15, chiều sâu là 12. Tác phẩm thì được chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay và liền nguyên một khối ạ. Em đoàn sẽ quay tứ diện để anh chị được ngắm nhìn tác phẩm kỹ hơn nữa anh chị nhé. Và mặt trước mặt sau gỗ thì rất là đẹp luật là. Tác phẩm được cho em chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay với ba điều ước bằng đa phúc, đa lộc, đa thọ cho mỗi em gia đình. Anh chị có thể trưng chơi tác phẩm này trong phong thủy thì bằng bổ trợ rất là tốt trong phong thủy anh chị nhé. Và đặc biệt đây là dòng gỗ chắc đỏ đen vô cùng là quý và giá trị. Anh chị hãy cùng ngắm nhìn, cùng thưởng lãm anh chị nhá. Em sẽ quay lại gần hơn, chi tiết hơn để anh chị ngắm nhìn từng tác phẩm một, từng ngày một anh chị ạ. Vâng, cao đó là 50, rộng 15 và sâu là 12. Liền nguyên khối anh chị nhá. Liền là nguyên khối luôn. Đục và thủ công hoàn toàn bằng tay, anh chị có thể nhận thấy những cái nét đục vô cùng là tinh tế. Dòng gỗ chắc đỏ đen thì những làm những bộ tam đa này thì rất ít trên thị trường phải không chị? Chỉ có được dòng gỗ chắc dây là cùng hoặc là gỗ hương ta thôi, chứ còn để mà gỗ chắc đỏ đen này thì rất là ít thôi. Những tác phẩm như này thì và giá trị rất là cao. Tuy nhiên rằng là anh chị sở hữu những tác phẩm này thì đó là những cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời. Ở những tác phẩm này thì không phải là anh chị nào cũng có thể là mình có đủ điều kiện để chứng chơi phải không chị? Bởi vì giá thành của những tác phẩm này cũng rất là cao. Chính vì vậy thì nhiều anh chị bảo là gì ạ? Bằng trong một bộ tam đa cũng là cao khoảng 450 này và với dòng gỗ hương và hay là gỗ hương đá nhập khẩu thì giá lại rẻ hơn rất là nhiều như vậy. Thì em chia sẻ với chị, trên một cái phôi gỗ chắc như này thì rất là hiếm luôn anh chị nhé. Thì để hoàn thiện một bộ tam đa này thì chúng em phải lựa gỗ làm sao để cho những phần gỗ đó cùng nó được cái màu sắc nó tương đồng, cái vân nó tương đương giống nhau thì mới chế tác được anh chị ạ. Ấy, rất ít những tác phẩm tam đa trên thị trường được chế tác bằng gỗ chắc đỏ đen. Chính vì vậy và cái giá thành của nó cũng rất là cao. Bởi vậy là rất ít chế tác anh chị nhé. Nhưng ngày hôm nay thì chúng em sẽ làm một bộ tam đa rất là VIP này để anh chị nào có và đang có nhu cầu tìm những cái bộ tam đa VIP, những cái bộ tam đa bằng bộ tác phẩm đẳng cấp để anh chị trưng chơi tác phẩm này. Em báo lại kích thước anh chị nhé, cũng như là giá của tác phẩm ạ. Vàng cao là 50 cả kỷ, tặng cả kỷ anh chị nhé. Nếu không có kỷ thì cao 40, rộng 15 và sâu là 12. Vâng, giá của tác phẩm anh chị ạ, 17 triệu 200 ngàn anh chị nhé. 17 triệu 200 ngàn. Em bao luôn cả cước vận chuyển cho anh chị rồi. Một cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời trên dòng gỗ chắc đỏ đen như này. Và anh chị trưng chơi những tác phẩm tượng tam đa thì anh chị trưng ở những vị trí nó đó trong phòng khách còn bình thường anh chị nhé. Nhưng mà đừng trưng hướng cả vàng hướng ra ngoài cửa anh chị nhé. Mình nên hướng vào trong nhà hoặc là vàng ở trước mặt là có một bức tường gì đó anh chị nhé, để ngăn như kiểu là không cho các cụ đi mất đấy anh chị ạ. Đấy, để mà mang cái tài lộc đến cho nhà mình anh chị nhé. Vâng, cụ nào cũng rất là đẹp, nét đục thì thật sự là rất là tinh tế. Em xin mời anh chị cùng ngắm nhìn kỹ hơn từng tác phẩm anh chị nhé. Đây ạ, nét đục thì vô cùng là tuyệt vời trên bậc phôi gỗ chắc đỏ đen như này anh chị nhé. Tác phẩm nào và ngày nào thôi đục cũng rất là đẹp, đục kỹ, đục thủ công hoàn toàn bằng tay anh chị nhé. Bởi vì những tác phẩm này thì trên một cái phôi gỗ chắc nó không có nhiều được, cho nên là không thể chạy máy được anh chị ơi. Không thể nào mà đục bằng máy được, cho nên hoàn toàn phải thủ công bằng tay hết. Mà chất gỗ thì vô cùng tuyệt vời trên dòng gỗ chắc đỏ đen này chị nhé. Trên dòng gỗ chắc đỏ đen, chất gỗ thì đẹp mê hồn rồi. Một trong những tác phẩm rất là VIP, rất là kỹ, sắc nét này bằng rất xứng đáng để anh chị nào đang chơi những tác phẩm tượng VIP, tượng vàng trong nhà mình thì đang có những tác phẩm gỗ chắc đẳng cấp. Thì đây cũng là những sự bổ sung rất là cần thiết cho các anh chị nhé. Đục đẹp sắc nét từng ngày một thì anh chị cùng ngắm nhìn.
Vâng ạ, cao 40 anh chị nhớ, đó là không có tính kỷ. Vâng, nếu như cả kỷ thì cao 50. Chúng em đã làm tặng anh chị cả một chiếc kỷ rất là đẹp, đó chính là kỷ bọc thảm đỏ rồi anh chị nhá. Vâng, nét đục thì tinh tế này, đục hoàn toàn kênh bóng hết từng chi tiết cả gậy nhì nhí anh chị thấy ạ. Rất là tinh tế luôn. Vâng, một tác phẩm rất đáng để sưu tầm anh chị ơi. Gỗ là gỗ chắc đỏ đen, hàng tuyển chọn như này rất ít trên thị trường luôn. Và giá cũng rất là êm ái, rất yêu thương, chỉ có 17.200.000 thôi anh chị nhé. Thì anh chị nào quan tâm đến tác phẩm này ạ, thì liên hệ với cả số hotline của Từ Gỗ Độc Đáo anh chị nhé, 0938 410 333, cho em sẽ gửi hình ảnh để anh chị tham khảo nhé. Đấy, vâng, giá của tác phẩm thì là 17.200.000. Vâng, anh chị cứ ngắm thật kỹ nhá, em sẽ gửi hình ảnh để anh chị ngắm kỹ dùm em trước khi chốt tác phẩm, bởi vì đây là một tác phẩm vô cùng là giá trị, không phải là vâng anh chị nào cũng sẵn sàng bỏ ra cái số tiền 17.200.000 để có thể sưu tầm một bộ tam đa hay này. Và anh chị nhiều, anh chị thì vâng chỉ chơi những cả cái tầm gọi là 4-5 triệu thôi, nhưng mà đây là bộ tam đa rất là đặc biệt, rất là vip. Vâng, em hy vọng rằng tác phẩm này sẽ mang đến cho anh chị nào đang chơi những tượng vip tượng đẳng cấp, thì anh chị vâng có cái sự bổ sung trong bộ sưu tập của mình cho nó đồng bộ anh chị nhé. Đó, quá là tuyệt vời rồi. Vâng, một bộ tam đa rất là đẹp phản trị trên dòng gỗ chắc đỏ đen liền lạc nguyên một khối luôn. Mình trưng chơi những bộ tam đa này với những vâng mong muốn đa phúc, đa lộc, đa thọ anh chị nhé. Đó, tài lộc sẽ đến với cả gia đình nhà mình, đó, con cháu đề về và được sống trường thọ. Đó, đó là những cái điều mong muốn của mỗi gia đình chúng ta anh chị. Và một tác phẩm vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa phong thủy của tác phẩm tượng tam đa thì anh chị đã tìm kiếm, tìm hiểu rất là kỹ rồi. Thì ngày hôm nay thì đấy, em sẽ em để giới thiệu cùng với chị tác phẩm để anh chị thấy được cái độ đẹp, độ vàng sắc nét của những cái đường nét đục tinh tế từ những phôi gỗ chắc đỏ đen của Việt Nam chúng ta anh chị nhé. Và em báo lại giá của tác phẩm anh chị nhá. Chiều cao thì là 50 cả kỷ, không kỷ cao 40, rộng 15, sâu 12, vàng gỗ chắc đỏ đen liền lạc nguyên khối anh chị nhé. Và tác phẩm chúng em giao lưu với anh chị là 17.200.000 anh chị nhé. 17.200.000 đã bao gồm cả phí vận chuyển rồi. Anh chị nào quan tâm và yêu thích tác phẩm thì liên hệ với cả chúng em nhé. Liên hệ chúng em để chúng em có thể là gửi hình ảnh tư vấn đến anh chị. Anh chị ngắm thật kỹ tác phẩm trước khi chốt tác phẩm anh chị nhé. Và số hotline quen thuộc của Tự Gỗ Độc Đáo, vâng, 0938 410 333, hoặc số của em Long 0902223189. Hay số của em Đoàn 0969737868. Anh chị cứ liên hệ với chúng em anh chị nhá. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời như này. Và ngày hôm nay thì chúng em xin phép là kết thúc video ở đây anh chị nhá. Một bộ tam đa vô cùng là tuyệt vời, bộ ba quyền lực đa phúc, đa lộc, đa thọ sẽ vàng đến với gia đình nhà mình. Và em cảm ơn anh chị đã xem video của chúng em nhá. Yêu thích tác phẩm rồi ạ thì liên hệ với chúng em anh chị nhá. Em xin phép kết thúc video ở đây ạ.